してはしてないんですけども、ね、福祉課になって時間が少なくても長い時間がかかっても同じ問題につまずくことがあります。どのぐらいイエス様を信じたってまだ同じつまずいています。何かでもそれを乗り越える技がアドバイスありますか。心の問題だと思う。心の傷、そこに聖霊様が働いてくださるように祈ることです。そして自分の罪を自分のリーダーに告白して、そして、祈ってもらってください。 I think it's a problem of the heart, a wounded heart. So I think that you should pray for the Holy Spirit, and also I think that you should confessto your leader, the person who is leading you, and confess your sin to them. Tôi nghĩ đây là chính là vấn đề của tấm lòng bị tổn thương, và cái vấn đề tấm lòng bị tổn thương này là nó không được giải quyết, nó chưa được giải quyết tận gốc dễ. Nên là khi gặp phải vấn đề đấy thì bạn bị vấp ngã tại đó. Thì lời khuyên của tôi đấy là, thứ nhất là bạn cầu nguyện với Chúa. Để Đức Thánh Linh có thể đến và động chạm vào tấm lòng của bạn, thay đổi tấm lòng của bạn. Và điều thứ hai là bạn cần phải xưng nhận cái tội lỗi này ra với người lãnh đạo của mình, để có thể có cái người cùng giúp mình đắc thắng một mình khó. そしてね、許せない人がいたら全部許してください。And if there's somebody that you cannot forgive, I recommend you fully and completely forgive them. Nếu như có một người nào đó trong cuộc đời của bạn mà bạn vẫn thấy rằng bạn không thể tha thứ được, thì tôi muốn khuyên bạn rằng là hãy tha thứ, bởi vì sau khi bạn tha thứ thì bạn sẽ có sự bứt phá. Okay. Amen. Thưa mục sư, con nghe được nghe nói một số người nói là Việt Nam, đất nước Việt Nam còn cái tỷ lệ tin Chúa rất là ít, cho nên đất nước chưa không được Chúa ban phước, cho nên đất nước chậm phát triển. Thế thì tại sao đất nước Nhật, con được biết đất nước Nhật là bản là một cường quốc trên thế giới mà dân số lại là gấp ba dân số Việt Nam, và thì tại sao tin lành có 1% người tin lành mà tại sao Chúa lại cho đất nước Nhật Bản phát triển hùng mạnh như vậy, thì theo mục sư nghĩ cái sự việc này là như thế nào? ある人はベトナムも日本みたいに神様を信じている人はとても少ないです。ある人はそれは信じている人が少ないですから簡単に経済的にも弱くて、まだ全部途上国です。しかし日本は世界のほとんどトップで、とても豊かな国ですけれども、それでも神様を信じる人が少ないです。それはどうしてですか？サタンの策略はいいですか？いろんな人があるんです。Các bạn biết không, Satan ấy thì nó có những nhiều chiến lược khác nhau lắm. Hình con và phun sô và nè, bệnh kỳ và, それだけじゃなくて、神様から話すんだったら、お金を与えて神様から話すんです。日本は本当にまさにそれです。It's not just poverty,
gia tăng thì nó có nhiều chiến lược khác nhau lắm. À, ví dụ như là ở những nước nghèo, những nước đang phát triển thì nó dùng là nghèo đói này, rồi bệnh tật này, rồi chiến tranh này để khiến cho là lòng của người ta xa cách Chúa, người ta tìm kiếm những điều khác. Nhưng mà chẳng hạn như ở những nước giàu như Nhật chẳng hạn thì lại nó lại dùng cái sự giàu có để khiến cho lòng người ta xa cách Chúa. フィリピンの人が言いました。 日本は金持ちだから神様いらないっていつも拒否してる。 Tôi có một người bạn đến từ Philippines và bạn ấy nói với tôi rằng là ở Nhật Bản người ta giàu quá, mọi người đều giàu có nên là người ta không cần Chúa nữa. Việt Nam の方が霊的に厚くてそして僕は高いと思います。Trong cái lĩnh vực tâm linh ấy thì đối với cá nhân tôi thấy rằng người Việt Nam của các bạn yêu Chúa nhiều hơn đấy, tại vì ở đây lĩnh vực tâm linh các bạn khao khát Chúa hơn. Amen. Amen. À, em hỏi mục sư là mục sư đã hoàn thành cái bộ phim mục sư dự định sản xuất năm ngoái chưa? Last year I already met you and you said that you had a movie want to accomplish. So now have you accomplished it? Hôm nay tôi chỉ là một số video liên hệ mà xem xong rồi. Cái đó là thực hiện được chưa? Video liên hệ. Video xử lý tại. あ、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 あ
but I have featured in a Japanese movie. Oh, just a bit for a short appearance in a Japanese movie. Tôi thì là không nhớ ra cái bộ phim này nào mà tôi đã đóng lại năm ngoái, nhưng mà từ năm ngoái đến giờ thì tôi đã được tham gia là một nhân vật trong một bộ phim của Nhật Bản. Xuất hiện ngắn ngắn thôi, phải dài đâu. 逆に私が皆さんに、今度来るとき、もし来年来るときは何か泊まりがけで、ミニストリーをやりたいなという気持ちが今ふつふつとやって、チュン牧師が OK してくれたら、そんな解放のミニストリーとかしたいな。先生が良いと言えば、If Pastor Chun agrees that next year I wouldn't mind, I'm feeling likeMaybe I should stay here for a little bit and do some more in-depth ministry in this place. Yeah. Nếu mà mục sư Trung đồng ý thì có thể năm sau khi tôi quay trở lại đây thì tôi muốn xin phép ở lại đây lâu hơn một chút nữa để tôi có thể tham gia vào sâu hơn vào các hoạt động của các bạn. John, Joshua, we want you to say sorry.My wife can work on the women's ministry. À, vợ của tôi thì có thể làm việc trong các cái trung tâm nữ. また何人かの私たちの教会のメンバーもね、連れてきたいってもう日本の人たちも言ってるので、私たちのもっとこういうのを連れてきたら面白いかなと思ってます。I want to come back and bring more people from the church that were like this. Lời của Thiên, lời của chú nói là Đức Chúa Trời sẽ lấy sự lao khổ để làm hại bằng kẻ kiêu ngạo.
Nhưng mà cũng có lời của Chúa trong cái Thánh Tân Ước chép rằng sự hay biết, sự hiểu biết thì sẽ khiến cho con người ta kiêu căng, và tình yêu thương thì mới là gương tốt. This question about Japan's and Vietnam, which ethnicity is very good questions. In the Bible said that God used the circumstances to teach people that you know about it, that you depend on it. Câu này thì không biết là có nên dịch cho họ không, nhưng mà tôi thì đã qua Nhật rồi và nói thật là người Nhật rất giỏi, rất hiểu biết, nhưng cái sự kiêu ngạo của họ là quá lớn, và chính điều đó họ không nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cho nên là đúng như một sư nói, ma quỷ rất nhiều, cũng như là khác nhau, và người kế hoạch khác nhau để làm cho con người ta xa cách Chúa. They are best in many leading areas. But the one thing I think that they are very proud of themselves. Rồi, cảm ơn Chúa vì sự thăng tiến của các bạn ở đây. Anh em, các anh chị em ở Aquila chúng ta được huấn luyện sách Roma cho cả tuần nay rồi. Chúng tôi thì vui mừng đón tiếp các anh em ở đây từ các nơi khác đến. Và giờ đến đây chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, thông công với nhau và ăn uống cùng với nhau. Còn những lời con xin chúng ta là với nhau hơn. Nhưng trước tiên, tôi tin là tất cả chúng ta đều muốn và một sư Sindo cũng không muốn. Thì một sư Sindo băng đảng, một sư Sindo sự hiểu biết và cái sự hình phạt của cái băng đảng này. Thì các bạn có thể search ở trên Google về băng đảng này. Nó sẽ nói rất rõ về cái luật lệ của trong băng đảng này. Và như vậy bây giờ sau khi một sư Sindo cầu nguyện chúc phước cho tất cả các anh chị em ở tại nơi đây, thì chúng tôi xin mời tất cả các anh chị em của chúng ta sẽ ra đằng trước này. Chúng ta chụp cùng với nhau một bức hình là kỷ niệm ngày một sư Sindo đến và đã thăm gặp các anh chị em. Dạ, xin mời một sư chúc phước cho các anh chị em. Tôi sẽ cầu nguyện lời cầu nguyện chúc phước. Chúa cha ơi, chúng con cầu nguyện danh Ngài bởi vì Ngài là cha của tất cả mọi người ở đây. この世の飛んでるものやまたこの世の知者に知恵のあるものに隠してこの幼子に知恵あなたの奥義を与えてくださったこと心からありがとうございます。主よ、chúng con cảm ơn Ngài bởi vì Ngài là đấng đã ban cho chúng con sự khôn ngoan. Ngài ban sự khôn ngoan cho người trẻ, cho người già, cho người mới, cho người cũ, cho những người đã biết Ngài cũng như những người chưa biết Ngài nhiều. 小さな胸を恐れることはない。主よ、bởi vì có Ngài nên chúng con không sợ hãi. 貧しい胸を貧しくはない。Và khi mà chúng con thiếu thốn thì lúc đó không phải là lúc chúng con thiếu thốn đâu. Bởi vì Ngài đã sắm sẵn mọi điều cho chúng con. Ngài đã có sẵn mọi điều mà chúng con cần. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Chúng con cầu nguyện trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu. Chúng con công bố rằng những điều sẽ xảy đến theo ý muốn tốt lành của Ngài.